Đói lắm rồi phải không? Cố nhá. Được rồi, mở mắt được rồi, cố nhá. Chị đi lấy sữa cho em nhá. Mở mắt ra chơi nhá. Rồi. Ê, cố mút mút sữa nhá. Đói lắm rồi phải không? Em ơi. Mút sữa nhá. Đói lắm rồi phải không? Đói cơm thì cạn rồi, mút đấy, cố. À, cố mút nhá. Em làm sao? Hoa mắt à? Em mệt quá chị ạ. Ừ. Rồi, em thấy khỏe hơn tí em thấy đó. Ôi, không cần soi đâu, xin rồi. Thì em... Ê, một lần đến giờ em làm. Anh đi làm đi, tí nấu cơm rồi anh nhé. Anh phụ xoay ở ngoài kia. Ồ, em nấu cơm là tí anh về anh cứ nấu. Rồi, tí anh về anh nấu.
chưa? Đói quá rồi phải không? Chết thôi, đi làm này nắng nóng là đói, lả hết cơm rồi. Thế rồi chạy, phải rồi. À. Đỡ chưa? Em đỡ rồi chạy. Thế á? Nhà em ở đâu? Nhà em ở đằng sau này. Em sao em đi làm ở đâu mà em bị ngã xuống đường này? Em mất nước, không có nước nấu cơm, em đi chém cây về mệt quá, đói quá nên em mất số đường. Cảm ơn chị nhá. Ờ, em cố gắng dậy được chưa? Vâng, em dậy rồi. Đấy, đói quá rồi, nay có chị đi làm thế. Vâng, em cảm ơn chị nhiều nhá. Ờ, đi nhá. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Ờ, cố gắng nhá. Để ở đây á. Nhà mình lộn xộn hết thế này chắc là mất trộm rồi con à. Con cá của con đâu rồi? Thôi đừng khóc nữa con ạ. À. Con để xộn này á. Nhà mình bị mất trộm rồi. Thương con quá. Sao số của tôi lại khổ thế này người chứ? Con nhà cho bác nhá. Để bác đi về bác lấy cái nồi cơm ở nhà về mới được. Ôi thế, nóng nhỉ. Mình đi.
thằng ngủ à nhỉ? Anh mua đồ về rồi này. Anh đi xuống bếp nấu cho em đói đã. Nồi cơm chưa hả? Em ơi, nồi cơm đâu? Biết đâu. Ô, nồi cơm đâu rồi? Nấu cơm, để nồi cơm đi đâu đi? Cái nồi cơm đấy như cơ. Thế còn mình ở nhà, mình còn nấu cơm, bỏ nồi cơm ở đâu? Anh mấy đi chợ về mà. Thế sao nãy em thấy anh đóng cửa? Lão thật đấy. Con ơi, bác lấy cơm về rồi đây này. Bác lấy về rồi à? Đây, bác lấy cơm đi. Để bác đi lấy bác nha. Không sao đâu con ạ. Bây giờ mình ăn cơm trước nhá, ăn cơm không trước nhá. Mà bác đi làm được bác sẽ mua cho con nhá. Bác mua về bác nấu cho con ăn nhá. Ăn đi con ơi. Bác đói lắm rồi, ăn đi. Anh ơi, con. Ăn cơm không một bữa tạm anh nhá. Bác ơi, bác sẽ sao vậy? Bác mệt quá, bác nói cơm, bác đi chém cây về. Mệt quá ngất giữa đường, hôm nay có một bác cứu bác đấy, không thì bác chết rồi. Bây giờ bác đói lắm rồi này.